chúng ta đều thích nghe một giọng nói dễ chịu, có khi còn tự nhủ, mình chỉ muốn nghe giọng bạn ấy suốt. Một giọng nói truyền cảm có thể khuấy động cảm xúc và thu hút sự chú ý. Bạn có thể thắc mắc, làm thế nào để kiểm soát được giọng nói sinh ra đã vậy? Điều này đúng trong một số chừng mực nào đó, nhưng hoàn toàn có thể luyện tập. Đầu tiên, giọng nói hoạt động như thế nào? Nền tảng âm thanh là cột khí mà bạn gửi thông qua phổi, thông qua khí quản vào thanh quản giữa cổ họng. Khi bạn muốn nói chuyện, những cơ bắp nhỏ thắt chặt dây âm thanh của bạn khiến chúng rung động khi không khí bị ép qua. Vòng miệng, lưỡi, môi và răng của bạn phá vỡ những rung động này và biến chúng thành lời nói. Chìa khóa để thực hiện tất cả những điều này là kiểm soát hơi thở. Ví dụ như là khi bạn không thở sâu, giọng nói của bạn có thể sẽ bị ngắt quãng khiến bạn phải hít thở thường xuyên. Và tất cả đều nhận ra điều đó. Có ý thức thư giãn cơ thể của bạn, đặc biệt là vai, cổ họng và cơ hàm. Nhẩm hát có thể sẽ giúp bạn tập trung vào suy nghĩ là bạn đang ở đây để giúp các khách hàng tiềm năng, không chỉ để kiếm được một khoản hoa hồng cũng sẽ giúp bạn thư giãn. Tôi có kinh nghiệm cá nhân về việc luyện tông điệu và nhịp độ nói. Tôi từng không biết điều chỉnh điểm thích thú khi trình bày và điều này khiến cho giọng nói của tôi cao hơn với tốc độ nhanh như chớp giật. Bạn có thể không thích kiểu nói của tôi ở buổi học này, nhưng đảm bảo với bạn, nó đã cải thiện nhiều so với trước kia.